phần NPK nha. Máy sản xuất phần NPK đang lắp ráp cho một công trình. Nhà máy sản xuất phần rồi vô này là hai cái ống này là ổn định sinh hóa này, để ủ cho phân nó đạt này đúng không. Trong này là ra cái hệ thống bên tải bên chiền, bên tải bên chiền lên nguyên một chiếc xe luôn, một chiếc xe có một chở một ống nha mọi bạn. Đi đâu? Silo. Nhớ được cái kích thước rồi, anh đi chụp này. Bây giờ cho Dương có số đàng hoàng nha. Cái này là 300 nè, là cái cốt nè, Dương thấy không. Cái này là cái bạc lót này 400 nè, nhớ nha, bạc lót là 400. Rồi cái này, cái đường kính của cái này, đường kính của cái đáy dao nè, đường kính đáy dao là cái này nè, giờ là 500, đường kính đáy dao là 500, cái đường kính theo bạn theo đề ra là 600 này, có chút là tôi đặt ông 600 ông làm đủ quá, con nhỏ hơn 600. Đúng bản vẽ luôn. Làm đây. Rồi, kích thước ngoài nè. 800. Mét 2. Chưa? Tầm của nó là 520. Ok.
đó. Rồi chụp lại màn hình nè. Băng tải. Ừ, dữ dằn quá. Đang làm dần băng tải đây. Mấy phân nha các bạn. Băng tải. Chạy rất là êm luôn. Êm hút, còn hút. Hả? Còn hút. Êm quá êm luôn. Múc hàng lên nè, đang chuẩn bị hoàn thiện băng tải hốt hốt hàng 5 cái băng tải luôn. Máy sản xuất phân nha các bạn, máy sản xuất phân NBK sản xuất tại xưởng. Quá đẹp luôn nha các bạn. À, bên tải. À, quá trời bên tải các bạn. Không có đụng vô máy tiện, tự động chết. Máy này cũng giật đào bao nhiêu anh? Em không biết trời, nhưng mà nó cũng là đồng mới. Cần điện nè, cái máy cần cơ không nha, hay là chức năng nhiều, chức năng thấy mấy chuyện chạy là nhìn là thấy nước rồi đúng không? Nước giống đúng. Như mô tô luôn rồi đó, nó phía dưới trời em nhưng mà độ vững của nước cần cao, à chuẩn, được đẹp với cái đầu rồi nó chuẩn xác. Quan trọng là anh đứng điều khiển tốt thôi, đúng không? Tay nghề đó. Dạ. Nghe của anh điều khiển nó tốt là nó chạy là ok, nhưng mà chịu rất nhiều chiều rồi chút xíu cái độ khó rồi mà ok anh, quá tuyệt vời luôn. Hết trời đèn một lần là quá trời đồ luôn, quá trời đồ luôn. Nhông quay cái lần bạn thấy nhông kinh điển quá. Wow, trời nhông để quay
một đây ha. Kim bên tải, bên tải cao su, anh thợ chinh chiến chiên bên tải, chiên bên tải nè. Số không bạn, số có nhiệt không? Chuyển sản xuất phân bón NPK này làm toàn bằng cái nắp thôi. Chào các bạn, công ty sản xuất máy làm phân bón NPK chuyển công suất lớn luôn các bạn. Chuyển đăng tải, đăng tải tải phân. Bên tải, tải bên kia, bên tải giảm tốc slow, đây là máy xào nữa bạn, máy xào, xào ly tâm. Đây là silo nhông, chụp lấy toàn cảnh.
đồng hồ, đồng hồ đã nhiệt, hồ đã nhiệt. Đây là quạt khí, hồ đã nhiệt. Để mình kiểm bấm, bấm vào vô này ủ luôn. Đây là ống ủ, hệ thống thổi khí á, cái máy ống nó thổi vô. Cương cương cầm 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 nghe nghe anh nha, cầm cầm đấy nha. Hả? À mới mới. Đó là ống ủ. Trời ơi.